tin chắc là sau khi mà sử dụng liệu trình bên mình á thì em sẽ có được cái làn da rất là đẹp, đẹp giống như chị Mai luôn vậy. Chị cảm ơn em. Thực ra thì chị làm đây nhiều năm lắm rồi, 26 năm rồi. Rồi cộng với đội ngũ bác sĩ của mình cũng rất là kinh nghiệm nhiều năm. Thành thử ra là những cái chuyện này thì nó không có khó với bác sĩ làm hàng ngày như là cơm bữa vậy đó. Em an tâm nha. Đây thì chị khá là tự ti nè, công việc cũng như cuộc sống chị không có được thuận lợi lắm. Sau khi mà chị tìm đến Baby Beauty của chị Thanh Mai đó, là làn da của chị nè đã được cải thiện rất là rõ. Chị trẻ hơn hẳn rất là nhiều tuổi luôn. Sau khi mà được điều trị ở đây á, da của chị căng bóng nè, tàn nhang nè, đốm nâu không còn nữa nè. Chị rất là tự tin nè, công việc của chị thuận lợi hơn, gia đình thì hạnh phúc hơn hẳn luôn. Qua đây chị cũng có một cái lời khuyên dành cho các bạn nữ là đừng quá bận rộn nè, đừng quá mải mê với công việc nè, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nè, để mình luôn cảm thấy tự tin trong công việc cũng như cuộc sống nhé.